ก็เนี่ยเอราเนี่ยบ่เนาะวันจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปกันเสร็จจ๋าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ไปแล้วเดี๋ยวที่ว่าเราไม่ไปบ่เนาะไม่ไปลงไปจะไปแต่บ่มีเจ้าหนี้เนี่ยชาไปดาบ่เนาะเอ้อมีการนี่จะมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงไปนี่อย่าหาตัวนี้โอ้เนาะอย่าไปเนาะเอ้อไม่จริงเนี่ยแล้วก็ไม่ไปอ่ะชีวิตเสียงแค่นั้นเสียงกับพี่ก็ไปกับชาเลยอ่ะครับเนี่ยเราใส่ทางนี้ก็จะเลยเสียงมาเลยเป็นเนี่ยเนี่ยของที่ต้องบ้อง
tiền nó cái này đại là thêm áo cô long tổ việc này nè thì đi ra bên ngã đông nhà to mẹ đi đông nhà bao nhiêu ngã ngã bao bao đi đông nhà ngã tổ nhà hai ngàn đi mà chia sẻ ngã sẻ số gì đó ngã ở tổ nhà đó tiền nó cái này mà không bị cái đó nhá hay là tại ra bên ngã tiền khó đi đông nhà bao nhiêu đó to to bao bao đi xin đấy to chia số gì đó đấy cho đi mà xong tiền ngã cái này mà sau đó số đó đi đông cái long phán xin cái đó nhá hay là nhau nó thế tiến sĩ đã sai chỉ ra mới sửa được các sai nhà khám nữa tiến sĩ tiến tu đã sai trả sai nữa nhà tiến sĩ cha nữa sai cha nữa sửa các sai lừa bài đó bao quát phía trên mà đấy tiến sĩ sai của mà là người đã phải là cho anh em sai chỉ đi rồi là cái này ít ra bây giờ các sai chỉ là nó tiến tu sai chỉ trả sai nhé rồi xem mình nhận đi đâu nó bao nhiêu đó nhé nhà bảo bảo đi không nên mất không cho lòng phải ngay để tự nhận cái này mà không cho lòng xin đi cái này đó rồi là đi phải phía trên tiến sĩ này làm tin được rồi đó nhớ đi nhé rồi tiến sĩ đi đâu mà làm được sai chỗ đông việc làm rồi đi phải chạy người ta sẽ theo đấy cập nhật cập nhật thì bạn nhé cố chào tổng thì đâu nó bao nhiêu đó sẽ bảo vào thì đâu nhé sẽ đông phải ngàn đấy tự nhận cái này mà không cho lòng phải cho lòng xin này luôn đó sau khi đi đâu nó bao nhiêu đấy sau tiêu cái lòng phải nếu chào từ đó bây giờ nó đến mà chào từ đâu nhận được đấy luôn đó cố chào tổng thì đâu nó bao nhiêu đấy tổng bảo vào thì xin đấy tổng sẽ cho lòng phải ngàn đấy tổng về số gì đó tổng cho lòng phải ngàn đấy cập nhật cái luôn đó hay là cho nó đi ra sai nhà xin thì nó nhận cái này cho mà xin này đấy lòng phải ngàn cái đó không xin ngã thì đâu nó bao nhiêu tổng nhà bảo vào thì ngã đấy tổng nhà ngã thì tôi mới còn giá lòng phải cho sai cái thứ ba nhá hay là mình xin nhà này cái ra mà xin là tổng nhà ngã cho lòng của chị mình nó lâu về đấy cái sao vừa vô bây giờ tên đồ mày được thêm mà nhá hay là tên nhà ngã của các bây giờ cái sao trên này mới xin nhà xin này đấy tiếp theo từ lòng này thì các bây giờ cái sao chỉ bác rồi tôi nhớ nó tôi cho nên cái bây giờ đây cái sao chỉ bác được vốn cho nên là chơi gì vậy nhá hay là cho nên là đi đây nhà hàng này tôi đang như vừa đã sắp giáp rồi đúng không tôi lấy ngang chờ đó cho nên thì mà xí đấy anh nói rằng là nó sẽ ra đấy cô đông thì nghe long bao này vốn thì nghe long bao riêng vốn thì phải làm vốn cô tấu thì nghe long bao này còn mới nước bảo hòa thì còn lại đi nước còn đi tôi lấy người vốn công cụ được thật kỳ đó tôi lấy ngang như vậy vốn đấy vậy thì đóng vài người nhá tôi cho long sinh về lại thì để cho ông mua lúa trong cô sẽ thu hoạch và tham gia cho mình mà ông ấy thì ra cái này sẽ đông nhá thì nghe long bao này sẽ nhé sẽ đông thì để cho tôi giải đấy thế rồi thì mà thật kỳ là cái này đi nước chảo số đó sẽ cái gì nhé và đi lâu vài ngày nữa, sau đó lâu vài ngày nữa sẽ về lại phía như sau sẽ được qua thì giờ thứ hai tuần nữa mà nghe bạn nhé. Bây giờ chúng ta đi ở đây, tông nhà tông thì nó lâu vài ngày sẽ lấy tông sẽ sửa được cái gì nhà mới. Bây giờ chúng ta tông sẽ được thoát khỏi đó, tông sẽ bị cả tông bị xin đấy, lâu vài ngày nữa tông sẽ lâu ngày về đi và tông sẽ được qua cố để đi ở đây nhà mà nói thì cái gì nhà ta sẽ sửa được cũng thế, cho bị là cái đặc biệt vậy nhé. Bây giờ chúng ta đi. Nào các sai em ạ thì nên gắn nhẹ cho các sai em nó một cái nhập đó đó nên gắn nhẹ đó mà xem như thế tông nhá sẽ thì nó bao lại đó sẽ sẽ bảo là đi tông nhé sẽ tông rồi đó cái gắn nhẹ nó bao giờ chỉ là tông nhá nó sẽ cái lông vàng nữa cái bị đó cái này thâu bị đó cái sai em nó bỏ ra hay là cho nó cái này bỏ thâu bị đó bỏ nó cái này bỏ cái này sẽ bị đó cái gì cái nào mình sẽ bỏ này cho xin vào đây cái này mình thôi thì nó có mình sẽ nhau mình tiền đi vào công sự này xuống như thế chúng ta cần lưu ý thời gian vệ sinh, sau đó mình sẽ cho nó cái đặc năng của thời gian vệ sinh sau đó hàng ngày thứ nhá, sau đó sau đó mình nên bắt đầu thì phải vào phòng vệ sinh trước đấy, tay nhau cố sửa cố khó, sau khi mình cố khó thì chúng ta vào phòng vệ sinh sau đó thì vào lúc đó chúng ta thứ nhá, cho nên đi vào phòng vệ sinh thì lấy mấy cái hàng ngày đó đi ngủ đi ra vào nó, và cái gì thì các anh em mấy cái tay nhau sau đó thì đó, còn mấy cái chuyện này không biết là những cái gì ở trên trên này xem như thế, chúng ta thì phải vào phòng vệ sinh cố gắng mang sau đó hàng ngày thứ nhá. Thế video đó bây giờ đi chứ về đi khai trên này chứ bà ấy nhá rồi ở đây sao này là chia sẻ sao đó video mới số cho nó tiền mà thấy tao được thì có mình sẽ nhận tiền đi nhận từ các việc video mới của anh ấy đang khoe hàng cho phụ tiền có mình sẽ hai cái nhóm cho nó ăn mà tiền đi vào bây giờ đấy có mình để nó mong cho phụ số này có mình sẽ ngồi chơi vào này tiền đi bây giờ để đây mình để đây mua thôi chứ gì thì nó có mình sẽ ngủ chơi vào này này cho các anh em ạ tiền đi vào chưa mới chế độ chưa khai sao mình nên nhé tiền đi vào bây giờ nhá rồi
bằng đi ở giữa sáng sẽ xảy ra áp lực và bị đẹp có một số lưu vào giữa sáng thu mẹ sợi nó như tên mình sẽ giá trị nó nhạc không như vậy chỉ bà đấy nên là mỗi người thu tiền nhà nhà để hoa nhà nhà để có một số lưu vào lưu vào lại tôi tự bị đọc giá trị nó nhạc không như vậy chỉ bà thì đọc nhá rồi sau đây thì nên xem nó thì nó đi ra các sao giờ tôi đi ra con đi ra cái thằng này tôi đi ra đi ra cái chỉ phá ra không là bác sĩ là chỉ bà đấy nhá thì rồi bài bà vô anh ấy ra bây giờ sau đây sẽ chỉ nói đấy đi ra cái là bài bà vô về nên cái nhà kia để cho chồng nhé phải vào gối rồi anh em sẽ phải chỉ cho nó rồi phải vào mới xin mới xin nhà ở cửa có bỏ nó thì mình đi ra cái bà đấy thì đi ra con mà người đi phải vào đi không được thì ôi ra mẹ đi ra sẽ được mà nhé rồi lấy xin mà lấy cái này lấy được lúc này em mới xin nhà kia bà đấy thì ra chồng nó chịu cụ đi ra cái gì là mới xin tiền nhà sẽ được đi ra nên là thôi cho nên em muốn tiền đi ra tiền cho nên xin nhé vì đi ra thì sẽ trả cho sẽ được đi đó hello lúc này người làm việc thì cái việc này thì cũng chưa có cái gì nhiều thì tôi lại nhé thì nói được cái việc của mình nhưng mà phát hiện chi cái việc trong một lúc cũng nhiều trong sản luôn mà việc phụ trách vào là thì mình đang muốn xin vào nhận làm việc chi tiền nữa thì cái này là sao đây này nhé thế thì lúc này người ta chỉ để cho anh muốn xin trả cho chị sao cái tiền này nhé thế là cái nào thì mà chi về hà để bảo nó về đây này ô cái này xin vào nhận xuống tao nhớ ship nhà và tao nhớ ship tao nhớ đó lưu sử nhà đó nhà sử sử đấy chỉ cần anh lưu có cả đó thì gần như anh khám được đó phải là người giá trị giá đấy nên là chúng tôi mong muốn được hiện bộ nó cần có giá không đó giá trị giá đấy tôi giải tài như thế bảo được nhé tiền qua nên là nhà sử sử đấy các bạn cố cố bây giờ các người tập vào đấy nên là mấy giờ mình sẽ xin được chế độ học sinh vốn phải anh đi nhẹ bốn vốn phải anh đi trên này mới xin nhà sử nó vốn phải nhà đó anh khám được đó tông nhà nhà vốn phải nhà chế bảo được nhé thế là mấy chuyện nhá mình mới sử dụng cái này thì cho sạch đi bố có một số ai trong cha chạy đi vào bố nữa có còn nhà này sang này nhà đấy có còn nhà này thì mình sạch cái hàng này thì mình cũng giả sạch nhá rồi ăn uống cho cái này thế mình đi trong trong cái đấy sạch con sạch con đi cái này thì nó nhá sửa nhá thì cái đó nhiều lần tiền tiền một bài nhá thì nó xin mà vào đó bảo cái gì mà bảo đi khỏi đi chứ lâu ngoài lập đi lâu bảo thì nó mình đi phát chi cái chuyện này thì cái này nhiều lần khi tiền đi được thì thả một chút bài nhá thì cái này thì cái này thì cho sạch đi cái chuyện này thì nó cái này cho nên cái bộ lại em sẽ khoe này đi các hàng này cũng là chuyện mình biết hay tháng phụ đấy phụ bán nhá hay là chỉ sử dụng ra là mình sẽ nhà tôi cho chuyện này mình chỉ sử dụng lại ở hàng này bỏ nó ở không có bao giờ này ở không có thì mình nhà cái sản này ra được sử dụng nó không có gì cả bỏ nhá cái bộ này